ngồi nhiều giờ. Bà con ơi, ngồi thế nào là nhiều giờ? Ngồi nhiều giờ là một căn bệnh nguy hiểm, một căn bệnh nguy hiểm cho sức khỏe bà con ạ. Ngồi nhiều giờ là căn bệnh nguy hiểm cho sức khỏe. Ta ngồi 6 giờ trong một ngày thì nó sẽ tăng nguy cơ mắc những bệnh như là mãn tính, tim mạch, thoái hóa, mắt, xương khớp, bệnh tiểu đường, suy tim, tắc động mạch vành, gút, các bệnh về tiêu hóa, bệnh loãng xương, bệnh hệ thống tiết niệu, thoát vị, đĩa đệm, tuột rút, đau đầu, hoa mắt, bệnh sơ, bệnh xương cổ, bệnh béo phì, bệnh về mắt, nó giảm đi tinh trùng. Để khắc phục 1 hay là 2 giờ, ta phải có lượng vận động, đứng lên tại chỗ, khom lên, khom xuống tại chỗ, hay đi qua đi lại, hay đi vệ sinh, phải có cử động thân thể thì không sao bà con nha. Chứ nếu mà chúng ta ngồi nhiều giờ, đó là một căn bệnh nguy hiểm cho sức khỏe, rất là nguy hiểm cho sức khỏe bà con ạ. Bởi vì ngồi trong 6 giờ một ngày là nó tăng nguy cơ mắc những bệnh mãn tính như là tim mạch, thấy không? Thối quá, mắt, xương khớp, bệnh tiểu đường, nhiều quá, suy tim, tắc động mạch vành, gút, các bệnh về tiêu hóa, đường loãng xương, các bệnh về tiêu hóa, bệnh loãng xương, bệnh hệ thống tiết niệu, thoát vị đĩa đệm, chuột rút, đau đầu, hoa mắt, bệnh xương cổ, bệnh béo phì, bệnh về mắt, giảm tinh trùng. Nguy hiểm quá bà con ha. Nhưng mà ta để khắc phục những tình trạng này, 1 hay 2 giờ ta phải có lượng vận động, là đứng lên, khom xuống, đi qua đi lại tí xíu thôi, chứ không ngồi. Làm thế nào để không ngồi và có cử động, hay là đi vệ sinh, ta phải cử động thân thể thì không sao bà con ạ. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Chào chào, xin chào bà con ơi. Bà con nên nhớ rằng rất là nguy hiểm nha bà con. Nếu ta ngồi 6 giờ trong một ngày là tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính như tim mạch, thoái hóa, mắt, xương khớp, bệnh tiểu đường, suy tim, tắc động mạch vành, bị gút, bị các bệnh về tiêu hóa như bệnh loãng xương, bệnh hệ tiết niệu, thoát vị đĩa đệm, chuột rút, đau đầu, hoa mắt, bệnh xương cổ, bệnh béo phì, bệnh về mắt, giảm tinh trùng. Nhưng mà ta có cách khắc phục bà con ạ. Ta có thể ngồi rồi xong ta đứng lên tại chỗ, khom tới khom lui, lấy cái viết này cái viết nọ, nhích qua nhích lại, rồi đi vệ sinh gì đấy. Nhưng mà nó có cử động là không sao nha bà con. Chứ đừng có làm có công việc nhiều rồi chúng ta ham công ham việc, rồi nó nguy hại cho sức khỏe. Ta còn vẫn làm đó, nhưng mà 1-2 tiếng ta chỉ có bắt 1-2 giây, 1-2 phút thôi thì không sao. Bà con cố gắng bà con ơi. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Chào chào, xin chào.